Xin chào các bạn nha. Thì chia sẻ cho các bạn xem một số phôi cây túc trái hôm trước dâm cành đó các bạn. Sau 3 tuần rồi nó ra được như vậy nè các bạn. Phát triển cũng mạnh lắm. Đây là cái phôi cây túc mà hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn. Nay tôi dâm thì sau 3 tuần thì nó phát triển như vậy các bạn. Mời các bạn xem số hình ảnh cho vui nha các bạn. Cái giá thể trồng thì chủ yếu là cát với một ít cám dừa nha các bạn. Tỷ lệ sống thì cũng khoảng 80%. Có một số phôi thì nó cũng bị chết. Còn lại là sống ổn. Rồi, mời các bạn cùng xem cho vui. Đây là cây túc trái nha các bạn.